mình đang có mặt tại Vida địa chỉ là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở cái build lý nghiệm này mình sẽ tiến hành test thử cái khả năng sử dụng của chiếc micro Shure UR7S. Thì cái chiếc micro này mình đã giới thiệu với bạn ở cái build lý lần trước rồi. Thì đây là cái dòng sản phẩm micro không dây để thay thế cho cái dòng sản phẩm trước đây đó là Shure UR4S. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái chiếc micro Shure UR7S ở đây. Cái receiver của mình đã được bật sẵn ở đây rồi. Thì mình sẽ hát một vài bài karaoke để bạn xem coi cái chất lượng của cái chiếc micro này nó như thế nào. Thì cái vị trí lo mình bố trí là ở trên cái chiếc đầu karaoke của mình đây, cho nên cái vị trí mình đứng là khoảng cách lo là khoảng 1.5m. Đó, như bạn thấy là nó vẫn hoạt động khá tốt và chưa có hiện tượng hú rè nào. Đây, alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Alo, 1, 2, 3. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái chiếc micro UR7S này để mình hát thử một vài karaoke. Bài đầu tiên là để hút cho các em. Mùa đông yêu với kính kỷ niệm của đôi mình lúc đã xa vắng nhau. Dường như em quên lối quay về sau nghe lòng. Còn đó bao thiên tha, nghe thời gian chơi đi lần thầm trên mọi mấy những nơi xa xa vẫn nghe nơi người đến cho ta mật ngọt vội vã chỉ vẫn sẽ mãi không phai nhòa khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoan ca. Lời tình si ta biết trao người đã bao lần vây nỗi đau sâu yêu. Dòng đời chỉ muốn nói ta còn mai đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lần đạp trên môi với những nỗi xa xa dẫn em đây người đang trôi qua ngầm ngồi chia xa đúng tích mới giấc mơ ban đầu. Khi những tim yêu hay có quên có khi tràn đầy em còn lại những mơ yêu. Còn sao nào vỡ đã trong tim bao người vô giấc ba đêm ngập người coi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đừng lúa màu. Em đi mòn theo đàn tràn hố nào để bầu trời mới tiếp thương chỉ còn hoàn vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên con tình lúc sống lên đèn tình hoài giấc mơ trong đêm tươi sao mà ta bao nhiêu khát vọng. Giờ đây nơi sẽ sáng quê người hạnh phúc có không như em thường mong mơ. Sống thứ hồi ấm vương tiếng em thở dài đời đắng cay khi lắm đường lỡ bước. Tình yêu ngày xưa không sao níu kéo chân em phút giây dại thờ cuộc trời nỡ mai cướp mất em tôi. Và giờ đây khi cơn mơ đã qua đi còn lại gì em xin nuôi. Ai chỉ biết cầm nghe tiếng em khóc biết làm gì cho em khi không được bên em. Hà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần. Còn em trong tay em đau đớn vì ai. Trong bóng tối ai biết lời nguyện cầu van đến em cho tôi xin một chút. Nhưng mà vì sao anh lại ra đi cho từng ngày yêu thương bên nhau một ta. Người hãy nói với anh vì sao thế, nói với anh vì sao đâu. Ta yêu nhau mà không nghe bên nhau. Phải chăng trong trái tim của chính em không mang theo lời yêu em đã nói với anh. Đành lòng cất bước quay mặt đi mãi cớ bước quay mặt không về. Không cho anh một câu khi chia lìa. Cho anh biết được một lý do sao tim anh phải sống trong cô đơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì qua cái quá trình sử dụng cái chiếc micro Shure UR7S này mình thấy nói đây là một dòng micro không dây karaoke khá là chất lượng. Để biết thêm chi tiết về cái chiếc micro Shure UR7S này thì bạn có thể gọi đến số hotline của Vida qua số là 0902799186 hoặc là có thể đến trực tiếp Vida để có thể trải nghiệm trực tiếp cái chiếc micro không dây Shure UR7S này.
và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip lần sau.